Anh và Thái Huyền xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình VNTV San Diego. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Tin từ Tennessee, có ít nhất 23 trẻ em được chở vào bệnh viện sau khi một xe bus nhà trường đâm vào một gốc cây chiều thứ hai, theo lời cảnh sát. Công tố New Pinkston của quận Hamilton County nói rằng có 5 người chết tại chỗ và một người chết ở bệnh viện. Tài xế xe bus đã bị thẩm vấn và đã hợp tác với cảnh sát trong bản tin phổ biến, Phó Cảnh sát trưởng Tracy Ono nói là có 35 trẻ em trên xe bus và tuổi các em học sinh này là từ mẫu giáo đến lớp 5. Các học sinh này là từ trường tiểu học Woodmore Elementary School. Tin từ Westminster, sau khi đã báo trước một ngày rằng sẽ xuất hiện ở thương xá Phước Lộc Thọ với áo cờ đỏ sao vàng, hôm Chủ nhật 20 tháng 11 vừa qua, một người đàn ông mặc áo dài màu vàng với khăn đỏ xuất hiện trước thương xá Phước Lộc Thọ ở Little Sài Gòn. Có người bên đường đã nổi giận tự phát xông tới tính hành hung trong khi một số người khác chửi mắng kẻ khiêu khích có tên là Lê Đình Hùng, một người được cho là một đại gia từ Việt Nam và hiện có một số cơ sở kinh doanh ở hải ngoại. Nhiều nhà hoạt động trong cộng đồng được báo trước đã chờ sẵn báo ngay cho cảnh sát. Đoạn video dài gần 8 phút được đăng trên trang Facebook cá nhân được cho là thuộc về doanh nhân Lê Đình Hùng, giám đốc công ty vàng bạc đá quý ở Cửu Long. Ông Hùng viết trên trang này rằng ông sẽ mặc áo có hình cờ đỏ sao vàng đến tại Nam California vì ông muốn trong ngoài hòa hợp và muốn thấy tình yêu dân tộc. Tuy nhiên, theo diễn biến được ghi lại trong đoạn video, nhiều người gốc Việt đã mang cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng hòa phản ứng dữ dội, họ hô hào đã đảo cộng sản và đòi ông Hùng trở về Việt Nam. Sau đó, cảnh sát địa phương đã xuất hiện để tránh cho ông Hùng bị gặp nguy hiểm trước đám đông những người phẫn nộ. Các hình ảnh cho thấy cảnh sát đã khám người ông Hùng rồi đưa ông lên xe cảnh sát rời đi. Cảnh sát đã hành động đúng mực và chuyên nghiệp. Tên từ London, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị mời tổng thống tân cử Donald Trump sang viếng thăm chính thức nước Anh vào năm tới. Theo báo Sunday Times, trích lời hai bộ trưởng và một giới chức thân cận với Downing Street, văn phòng thủ tướng Anh ở London, cho biết rằng các cuộc thảo luận giữa giới chức Anh với toán đại diện ông Trump sẽ sớm khởi sự để bảo đảm rằng đôi bên sẽ cùng đồng ý một ngày vào tháng 6 hoặc tháng 7 năm tới. Nước Anh thiết tha muốn tăng cường mối quan hệ đặc biệt với Hoa Kỳ và lúc chính quyền Thủ tướng Theresa May đang chuẩn bị rút chân ra khỏi khối Liên Âu, một sự ly dị vốn sẽ hình thành thế đứng của đất nước này trên thế giới. Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết thêm, trong lần điện đàm đầu tiên sau khi đắc cử, ông Trump có mời bà Thủ tướng May gặp ông càng sớm càng hay. Phụ tá bà May nói rằng chưa có ngày giờ cụ thể về chuyến đi sang Mỹ của bà May. Nhật báo Sunday Times cũng thêm rằng, Tổng thống tân cử Hoa Kỳ nói với bà May trong cuộc điện đàm hồi tuần trước rằng bà mẹ quá cố gốc Scotland của ông rất ái mộ nữ hoàng và nhờ bà thủ tướng chuyển lời tốt đẹp nhất của ông gửi đến nữ hoàng. Tin từ Washington, một cuộc khảo sát cho thấy 47% số người sử dụng mạng internet là nạn nhân của sách nhiễu hay lạm dụng thông qua mạng, từ gọi tên, dò xét cho đến đe dọa thể chất. Phụ nữ thanh niên dưới 30 tuổi, người đồng tính và lưỡng tính dễ thấy các loại sách nhiễu như thế, 36% bị quấy rối trực tiếp, bị rình mò, đe dọa hay gọi bằng tên xúc phạm. Khoảng 30% là nạn nhân của xâm phạm riêng tư, thông tin và hình ảnh cá nhân bị trộm để tung lên mạng hay hoạt động mạng bị theo dõi. Chuyên gia Amanda Lenhart dẫn đầu cuộc khảo sát cho biết đa số nạn nhân có những biện pháp tự bảo vệ. 34% thay đổi địa chỉ email hay số điện thoại hay tạo ra hồ sơ mạng xã hội mới. 33% tìm kiếm sự giúp đỡ từ bằng hữu thân nhân các hệ thống mạng xã hội đã bắt đầu vận dụng các biện pháp ứng phó gần đây nhất. Twitter giới thiệu một công cụ gọi là Trolls để điều khiển các bình luận không được hoàn ngành. Thuốc giảm đau mua tự do không phải là vô hại và có thể dẫn tới các hậu quả nghiêm trọng gồm hư gan và ngay cả chết, theo bác sĩ Erica Swart, tác giả của Don't Let Your Doctor Kill You, cho biết bạn nên rất cẩn thận đối với từng viên thuốc mà bạn uống dù là bạn uống vitamin thuốc giảm đau trụ sinh thuốc ho hay thuốc bổ đều có thể tương tác với các loại thuốc khác mà bạn dùng cũng như những gì bạn ăn và uống quan trọng là bạn phải báo cho bác sĩ hay chuyên gia sức khỏe biết tất cả các thứ thuốc và thuốc bổ mà bạn uống và làm việc với họ để đảm bảo tất cả thuốc đó đều an toàn ngay cả bạn phải tự học hỏi bởi vì nhiều bác sĩ không quen với các loại thuốc mua tự do và xem chúng là vô hại. Hầu hết các bác sĩ biết ít về các thứ thuốc mua tự do theo lời bác sĩ Swart cho biết và họ thường tin là chúng không có hại và không đủ mạnh để gây nên vấn đề. Vì thế, thường họ ít để ý đến các loại thuốc mua tự do mà bệnh nhân của họ đang uống khi viết toa và điều này có thể dẫn tới việc uống quá liều hay những hiệu ứng nghiêm trọng khác gồm tổn hại gan và thận. Nhiều loại thuốc chỉ có được bởi bác sĩ cho toa trong quá khứ thì này có sẵn ở ngoài để mua tự do mà không có sự hướng dẫn chuyên môn về sức khỏe để cho họ sử dụng. Hơn nữa, vì sự thay đổi trong việc giám sát bởi chính quyền liên bang, từ cơ quan FDA tới Ủy ban Thương mại Liên bang, cách mà thuốc được giới thiệu đã thay đổi, theo lời bác sĩ Schwartz cho biết. Quý vị vừa theo dõi phần tin tức với Vân Anh và Thái Huyền cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn và xin mời quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình còn lại trong ngày